Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Sơn Đông, Bắc Giang, ngày 4 tháng 8, qua giám sát y tế tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định, lực lượng y tế phát hiện 2 trường hợp ho sốt nghi ngờ nhiễm COVID-19. Trả lời VTC News, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho biết, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động đã báo cáo sự việc lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Sau đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm của 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ngay trong đêm 4 tháng 8 và đang chờ kết quả. Trước đó, ca nghi nhiễm trên đã di chuyển bằng ô tô từ Đà Nẵng về thành phố Bắc Giang vào ngày 24 tháng 7. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động lập tức ban hành văn bản chỉ đạo tới các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Yên Định đề nghị phân loại các trường hợp F1, F2, F3 có tiếp xúc gần với 2 trường hợp nêu trên để thực hiện cách ly. Sáng ngày 5 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế thực hiện công tác phòng chống dịch COVID trên địa bàn xã Yên Định, huyện Sơn Động. Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế tại thôn Đồng Chu, Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa thuộc xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thời gian cách ly từ 7 giờ ngày 5 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động tổ chức triển khai các hoạt động cách ly tại thôn Đồng Chu, Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa thuộc xã Yên Định và cách ly y tế đối với các địa bàn có liên quan đến các ca bệnh để đảm bảo an toàn đúng quy định. Trong một diễn biến khác, ngày 5 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề nghị rà soát một số các khu vực liên quan đến người về từ Đà Nẵng. Theo sở này, những người đi trên chuyến bay số hiệu VN7198 của Vietnam Airlines xuất phát từ Đà Nẵng lúc 21 giờ ngày 24 tháng 7 về Hà Nội cần khai báo y tế. Tại Bắc Giang, có một số người trên chuyến bay này đã ở khách sạn Thắng Lợi, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 7 và đến quán Bún Ngan 207, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ sáng ngày 25 tháng 7.